Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay Vân mang đến cho các bạn hai sự lựa chọn. Đó là hai chiếc xe Ford Transit, một chiếc màu bạc được sản xuất năm 2017, đang được chào bán với giá 520 triệu. Và kế bên là một chiếc màu đen được sản xuất năm 2019 và đang được chào bán với giá 568 triệu. Và tất nhiên, giá bán còn thương lượng rất nhiều cho anh em vui vẻ và có thiện chí mua xe. Và có hỗ trợ cho các bạn mua xe trả góp luôn nha. Thủ tục vay mua xe cũng rất đơn giản và nhanh chóng. Với chiếc xe này thì các bạn có thể vay được tầm khoảng 350 triệu nha. Và vẫn như thường lệ, Vân sẽ quay một vòng xung quanh xe để các bạn có thể đánh giá được phần nào tình trạng bên ngoài và cũng như độ mới của chiếc xe. Chiếc Ford Transit màu đen này được sản xuất năm 2019. Xe mới chạy có 26.000 km. Xe cá nhân miễn tỉnh. Tiếp theo là chiếc xe màu bạc được sản xuất năm 2017. Xe đã đi được 76.000 km và cũng là xe cá nhân miễn tỉnh. Kênh YouTube của Vân chỉ làm những xe đẹp, xe chất thôi nha anh em. Những xe lỗi, xe xấu, xe chí phèo thị nở tuyệt đối không có làm nha. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, sắp phủ sóng 5G luôn rồi, làm ăn gian dối là không có được đâu. Các bạn chỉ cần đăng ký theo dõi kênh của Vân thì sẽ không mất thời gian lăn lộn đi tìm những xe đẹp, xe chất nữa. Tiếp theo, xin mời các bạn xem qua phần nội thất của chiếc xe màu bạc. Chiếc xe màu bạc cũng đã được trang bị thêm ghế da, lót sàn và bọc trần, nhìn rất đẹp và còn rất mới. Xe cũng được trang bị luôn màn hình ốp trần. Các anh chị quan tâm xe màu bạc này thì hãy gọi ngay cho Vân nha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần nội thất của chiếc xe màu đen. Xe cũng đã được trang bị ghế da màu nâu và được trang bị màn hình ốp trần. Xe này thì mới lăn bánh được 26.000 km, có thể nói là như mới. Các anh chị quan tâm xe màu đen thì hãy gọi ngay cho Vân nha. Vân có thu mua xe ô tô cũ luôn, nên có bán xe thì cứ liên hệ với Vân. Vân sẽ hỗ trợ các bạn giá tốt nhất luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video.